là câu lạc bộ cũ của em, nhưng mà dù ở đâu đi nữa thì một khi mà đã vô địch thì cảm giác em rất là sung sướng lúc này. Nhưng mà sang năm thì em tình hình Gia Lai và Việt Theo có sự gắn kết với nhau thì cũng có thể em sẽ thi đấu cho thể công năm sau. Em xin nhắn nhủ tới tất cả cổ động viên Việt Theo cũng như là thể công là mọi người rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn Quang. Quang vừa khóc được không?